Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay lại giới thiệu cho các bác một số mô hình cây sưa nhỏ nhỏ thôi. Đấy, một số bác trong xung quanh nha. Đấy, có cây cơ bản là tốt nhá. Có cây rất là bình thường thôi. Bây giờ một số bác chỉ có trong thôi. Hình như là chăm sóc rất là ít nhá. Đặc biệt là vực cắt tỉa thì hơi là kém. Đấy, nó thật sự là rất là kém, không ai cắt tỉa hết. Đấy, thì bạn chủ nhật mình rảnh thì mình đi hướng dẫn thôi, giúp cho bà con sau này ai cũng biết cách để sau năm 50 năm hay 20 năm sau là các bạn cũng như là một số bạc có thể là bán cây có giá trị nhé. Đấy, bây giờ trong xong không ai cắt tỉa, bây giờ cây cất rất là xấu luôn. Đấy, mặc dù cây lớn sau này cũng giá trị rất là thấp. Đấy, rất là tội mà. Đấy, mình đi giúp mọi người một ngày đến tiện thì mình quay video luôn để giới thiệu cho một số bạc lỡ bạc cũng như là một số bạn trẻ mà có xác định trong cây để kiếm thêm thôi. Đấy các bạn ạ. Còn công việc hàng ngày thì làm cây không phải là mất thời gian nhiều đâu. Đấy, chỉ trừ một số bạc mà có điều kiện đó, đầu tư hết mình đó, rồi là kể cả phân bón đầy đủ đó, rồi nước tưới tiêu liên tục hoặc là nước tự động chạy. Đấy, mọi thứ là tùy điều kiện của mỗi người thôi. Chứ còn nếu mà người dân nông dân trong mình nhá, thì trong sông là chỉ cơ bản là các bạn cắt tỉa. Đấy, cắt tỉa tầm 3 đến 6 mét nhá. Mình nhắc lại đây, 3 đến 6 mét hoặc là 3 đến 5 mét là được. Đấy, sau này cây của các bạn sẽ đẹp, sẽ có cái giá trị rất là cao. À, sau 5 năm, 10 năm, 20 năm đó, mình trong sông mình vất đi, tức là mình quên. Đấy, kể các bạn không bón phân nữa thì cây vẫn là sẽ lớn từng ngày thôi. Tuy nhiên mình không chăm sóc thì cây nó sẽ chậm lại thôi. Đấy, nó lớn chậm lại thôi. Nhưng mà nếu các bạn trong ở đất tốt á thì nó vẫn lên các bạn nhé. Nó vẫn lên rất là đẹp, rất là tốt. Chỉ cần các bạn cắt 3 đến 5 mét hay là 6 mét tùy mọi người thôi. Đấy, mà quan trọng nhất là các bạn 3 mét nhé. Thấp nhất là 3 mét nhé. Rồi cắt chăm sóc cho thẳng trong vòng cây 3 mét thôi. Cây thời gian 3 mét á, tức là cách mặt đất lên tới cái cành, cái thân nó cho nó chia thân á, nó chia nhánh á, là 3 mét. Đó, cây thẳng đẹp, đừng để xiên xẹo nhá. Thì nhất định các bạn sẽ có cái giá trị rất là cao. Các bạn nhá. Nhất định các bạn sẽ có giá trị rất là cao, sau này các bạn có thu nhập rất lớn. Đấy, các bạn yên tâm. Đấy, hôm nay thì một số cây nhỏ thôi. Đấy, có cây thẳng, có cây chia thẳng. Đấy, có chăm sóc đấy, một số bà có chăm sóc thì đều chỉ biết cách thôi. Đấy, mình nhắc lại cách cắt tỉa cành nha các bạn nhé. Này, mùa này mình cắt được nha. Đấy, đặc biệt là mùa đông tháng 12 mình hay cắt. Ngày xưa là vì mùa đông là mình hay rảnh á, là mình cắt xong là cây sẽ bị hỏng các bạn nhá. Nó bị hỏng hộc luôn. Mình cắt mùa này là nó khô, nó không hư nhá. Đấy, nếu không có keo là các bạn cắt tỉa tầm 50-60 cái thân cây. Đấy, kể cả nó hư, nó cứ thổi từ từ, nó khô từ từ, và nó sẽ sát thân nó sẽ lanh nhá. Đây là các cây thân. Đây là các bạn quan tâm. Đây, trong cây này xấu quá bạn thấy. Đấy, cong kẹo giá trị rất là kém. Thì cần thiết nhất là các bạn cắt tỉa nhá. Cắt tỉa. Đấy, xiềng nữa thì các bạn cứ vật là phân như là rơm rạ thôi. Nhà mình ví dụ là vỏ chuối nè, rồi là các vỏ lá liên quan đến thực phẩm mình ăn, như vỏ dứa, cái đủ thứ cái chi mình ăn các bạn ạ. Cứ đổ vào gọc của nó, đừng đột. Còn rạc mà rạc các loại vô cơ như là nhựa này, bao ni lông này, quần áo này nọ thì có thể là các bạn chôn cất hoặc là các bạn đốt. Đấy, các bạn nhá. Trong cái cây này để hai thân nó sau này nó sẽ lớn chậm hơn. Theo mình là cắt để một thân thẳng thôi. Đấy, bây giờ cắt bớt phía bên này. Đấy, thấy chưa? Đây, mình có vẻ chủ nhà cắt phía bên trái này. Đấy, để bên phải thôi. Sau là cây sẽ lên là rất là nhanh.
để hai thân này nó sẽ chia cái sức phát triển của nó chậm lại thôi. Đấy, nó cây không được đẹp mấy đâu. Cái cong như thế này cũng được các bạn nhé, nhưng mà chúng ta cắt tỉa sau là cây vẫn tuyệt vời. Khi nó lớn lên là ok. Các bạn bây giờ xin tạm dừng ở đây nha. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye, bye bye mọi người nha.